Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô CEF với chủ đề Liên kết, hợp tác cùng phát triển, nhằm tăng cường công tác kết nối, hợp tác và cùng phát triển để các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh về vốn và thị trường, tìm những nút thắt cùng tháo gỡ, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và bền vững. Đến tham dự diễn đàn có đại diện các cơ quan ban ngành truyền tải nội dung, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, cùng đại diện một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh khó khăn này, nền kinh tế của Việt Nam vẫn được dự báo là một điểm sáng kinh tế trong khu vực. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, tạo lên 45% GRDP, đóng góp trên 30% ngân sách cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Trước những yêu cầu phát triển của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, doanh nghiệp thủ đô với khát khao tạo ra động lực lớn, đóng góp tích cực cho Hà Nội phát triển xứng tầm. Trong sự phát triển đó, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô sẽ cùng nhau liên kết, hợp tác cùng phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Phát biểu tại diễn đàn, bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA chia sẻ. Và với cái sự phát triển về góc độ về mặt công nghệ, MISA cũng đã học hỏi cái xu thế của trên thế giới và phát triển ra một cái nền tảng gọi là nền tảng MISA Lending, kết nối vay vốn tín chấp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi họ có cái nhu cầu vay vốn. Thì với cái nền tảng này, MISA hợp tác với lại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng có uy tín cũng như là có cái khả năng cung cấp nguồn vốn để cho các doanh nghiệp. Và thông qua cái nền tảng này thì với các cái khách hàng sử dụng phần mềm kế toán cũng như là hóa đơn điện tử của MISA mà đồng ý tham gia nền tảng, mong muốn vay vốn thì sẽ đăng ký sử dụng nền tảng, và điều đấy có nghĩa là đồng ý cung cấp một số các cái chỉ số về mặt doanh thu báo cáo trên cái hệ thống để cung cấp cho các cái ngân hàng, và trên cơ sở đó thì toàn bộ các cái dữ liệu thì các cái thông số đấy có được một cái sự minh bạch và rõ ràng hơn, và ngân hàng có một cái độ tin cậy cao. Và trong cái thời gian vừa qua thì MISA cũng đã triển khai để chứng minh được cái điều đấy. Với cái tỷ lệ mà phê duyệt vay vốn thông thường thì chỉ được khoảng độ 3% thôi, có nghĩa là 100 doanh nghiệp mang hồ sơ vay vốn tín chấp lên ngân hàng thì bình thường thì chỉ được phê duyệt được khoảng 3 đơn vị. Nhưng mà khi tham gia vào nền tảng và có nhu cầu vay vốn ở trên cái hệ thống nền tảng của MISA Lending thì tỷ lệ của chúng tôi đã nhận thấy là nó đã tăng lên được khoảng 25%. Và trong cuối năm 2022 thì chúng tôi đã cung cấp được cho 500 tỷ cho các doanh nghiệp thông qua cái nền tảng của MISA vay vốn. Và mục tiêu của năm 2023 thì MISA cũng hy vọng là sẽ hỗ trợ được các doanh nghiệp vừa và nhỏ có được cái cơ hội vay vốn.